Rồi, xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị là một số phôi mai vàng. Hàng nói chung là hàng này hàng em tuyển chọn không nghe cô chú anh chị. Thân đế đều đẹp cả. Hàng cũng rất là đẹp. Đó. Chỉ có 6 cây. Đó, hàng cũng khá là đẹp. Cũng rất mong anh em ủng hộ. Rồi cây thứ nhất. Cây mã số là D1 nha anh em. Quá. Bộ đế quá trời bộ đế, anh em nhìn xem bộ đế nè. Kẹo luôn á anh em. Em đâu có hoành trên đây. Hoành ngay vị trí này là 35. 35 hoành. Chiều cao 89. Chiều cao 89, nguyên cụm đế luôn nha. Hoành cái đế này là đế đạt ha. Là 1m1 anh em ơi. 1m1 luôn. Cây này dữ lắm, dữ nha anh em. Nói chung là rất là đẹp. Hàng lục đất ha, tay cành đều luôn. Tay cành đều gan, đế đẹp. Thân lắc cũng đẹp luôn ha anh em. Đó, bao ship bao sóng toàn quắc luôn. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em là 9 triệu ha. Em bao ship tặng nhà 9 triệu. Anh em quay kỹ lại bộ đế cho anh em xem ha. Bộ đế là anh em không phải chê vào đâu được hết trơn. Đó, thân anh em coi lắc lượng nè. Đó, cây mã số là D1 9 triệu em bao ship tặng nhà cho anh em ha. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo cây mã số D2 nha anh em. Quay sơ cái em. Đó, cây này có cái cành bay ra rất là đẹp nha anh em. Đó. Bay ha. Quyệt. Rồi. Xù quay sơ cái. Cây này lên xù nách luôn nha anh em. Đó, cây này rất là đẹp. Khoan từ từ đi. Quay kỹ cho anh em xem nè, cho anh em dễ ha. Đế luôn. Đó. Đẹp luôn anh em. Thằng đế đều đẹp cả nha anh em. Rồi, cho hoành đi em. 26 hoành. 26 hoành. Chiều cao là 65. Chiều cao 65. Chiều dài cái cành bay là 35 ha. Đường kính bầu 52, đường kính bầu. Chiều cao chưa? Cao rồi. Rồi cây này mã số D2 em giao lưu với anh em là 3,5 triệu anh em ơi. Em bao ship tặng nhà luôn. Cây khá là đẹp á. D2. Theo cây mã số D3 nha anh em. Đó. Anh em ơi. Hàng lùng lực cực kỳ đẹp nha anh em. Giót cây lắm ha. Anh em coi cây giót. Đế quá. Khỏi chê luôn rồi. Đặt quẹo. Đế rất là đẹp. Hoành em đo ngay cái nách này nha. 30. 30 hoành. Chiều cao là 65. Cao 65. Hoành đế đặt. Đế đặt là 82. 82. Quá đẹp anh em ơi. Kỹ bộ đế cho anh em xem ha. Điều kỹ đường thân nè. Đó. Cây rất là già, cây anh em ơi, cây già chứ lắm già luôn ha. Nè. Nó có cái sẹo chỗ này cái nghe nè. Nhưng mà cây rất là đẹp. Cây mã số D3 ha. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em là 3 triệu ha. Em bao ship tặng nhà luôn. Cây thời đường thắt thường thân lắc. Đế đẹp lắm nha anh em. 3 triệu bao ship tặng nhà D3. Rồi xuống luôn em. Xuống rồi dây lên luôn đi. Rồi tiếp theo cây mã số D4. Hàng này đẹp lắm nha anh em. Lùng lực quá trời tay cành luôn anh em. Đó. Cây này tay cành nè. Tay cành cũng rất là đẹp. Thằng lắc khá đẹp ha. Thằng anh em có đường thân nè. Xèo nó kéo bích thịt trơn. Rất là mạnh cây luôn nha anh em. Bao ship bao sống luôn anh em ơi. Cái này bao ship bao sống cho anh em hết trơn. 26 hoành. 26 hoành. Rồi. 26 hoành nha anh em. Chiều cao là 73. Cao 73. Đường kính bầu là 45. Rồi cây mã số D4 nha anh em. Cây rất là đẹp. Rồi cây này giao lưu với anh em cũng 3 triệu ha. Bao ship tặng nhà. Đó, anh em coi đế nè. Cây rất là đẹp luôn á. Lên thú đi. À. Cây này cực kỳ đẹp nha anh em ơi. Thú có mông nè Hoàng ha. À. Cây mã số là D5 nha anh em. Hàng khá là đẹp. Có hai bờ mông nha. Có rồi đuôi đây, luôn đây, đây chụp hình nền luôn. Chụp này. Cây này cục đuôi đẹp lắm ha cô chú chị. Đó. Rồi. Đâu rồi. Này giống như con thằng lằn cục đuôi ai nuôi mày lớn. 17. 17. Chiều cao, chiều dài của nó là 45 ha. Rồi cây mã số D5 ha.
Cây này rất đẹp nha Nam. Nó có nhỏ này luôn ha, mình cắt cái cọng ghế này mình nuôi lên nó ra cây súng luôn á. Rồi cây này giao lưu với anh em là 2,5 triệu nha, dây 5 2,5 triệu bao ship tặng nhà luôn. Xuống em ơi. Rồi này chỉ về 6 cây thôi nha Nam, 6 cây hàng tuyệt đẹp không à. Dây 6. Đó. Cây này khỏi chơi luôn anh em ơi. Cây này là khỏi chơi, bao ship bao sống hết nha anh em cứ mua rồi cứ chụp hình gửi Zalo em. Qua số điện thoại là 0364504945 để em xác nhận bảo hành ha. Cây này xù ha. 21 vành. 21 vành. Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Cây mã số là V6. Cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em, cây cực kỳ đẹp. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 2 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn ha. Bao ship bao sống luôn anh em coi cây nè, đế nè. Cây già. Rất là đế. Cây rất là già luôn á. Rồi xin chào anh em ha, hẹn anh em clip sau nha. Rồi cũng rất mong anh em ủng hộ.